Các bác xem một cái con tỉa cành nữa nhá. Con tỉa cành là con tỉa cành Komatsu. Đấy, Komatsu 23. Đấy, cái con này đây này. Cái tỉa cành này nó có những hai cái càng này có thể di chuyển này. Đấy, từ các loại tư thế nhá. Xoay các kiểu luôn. Đấy, cái này là khóa đây này. Đây này, khóa đây. Khóa vào là xong nhá. Đấy. Bên này em chưa khóa thôi. Nhưng mà khóa vào là xong, có thể di chuyển sang ngang như này. Đấy, dọc như này nhá. Đấy, là rất là thuận tiện nhá. Cả trên này cũng có luôn này. Đấy, xoay các kiểu luôn. Các hướng. Với con này tỉa cành hai lưỡi nhá. Thì các bác có thể tháo bỏ cả cái bảo vệ chỗ này đi cũng được này. Vì lưỡi này nó dài ra nhá. Đấy, thì con này công suất của nó là tương đối là khỏe. Nhớ rồi. Mà máy Komatsu thì cực kỳ chất rồi. Thế là test máy cho bác xem. Nghe tiếng máy gà, nhưng con này dây giật rất trắng nhá. Thử dây giật nào. Đấy, rất là trắng luôn. Đấy, gần nhẹ phát nó lổ rồi. Rồi, ok, lên gà phát nữa cho nó. Rồi, lên gà phát nữa. Lên gà. Đấy, rất là ngon nhá. Rồi. Thế thì các bác mua về thì có hai cái dây tay này nó có thể tùy chỉnh này, các tư thế mà không bị mỏi nhé, không người không phải bị cúi. Đấy. Thế nên là cái con này rất là thích hợp để cắt tỉa khuôn viên đường phố nhá. Rồi là các kiểu đấy. Rồi, cảm ơn các bác xem video.